tình yêu đi vào lòng đời, nhịp bước với mẹ con gieo tin mừng vào trong thế giới. Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em rất thân mến. Con xin cảm ơn quý cha, cảm ơn cộng đoàn và cảm ơn ban tổ chức có dịp cho con về đây để cùng với tất cả cộng đoàn để chúng ta tôn vinh mẹ chúng ta. Trong dịp lễ này, đây là lần đầu tiên tôi được đến với hội đạo Hạnh Thông Tây. Tôi nghe nhiều mà không biết nó nằm ở đâu trên cái tấm bản đồ, và đi tìm đường thấy cũng hơi xa. Tôi đã hứa với người phụ trách cách đây 4 tháng là sẽ đến dân lễ hôm nay. Nhưng cách đây 2 ngày thì tôi phải nói thế này, chắc là tôi không đi được, bởi vì sức khỏe không cho phép. Và bây giờ bà con thấy cái tiếng của tôi không biết còn có nghe được mấy chục phần trăm, nó khan tiếng quá, tôi không biết làm sao. Thì giờ tôi phó thác cho Chúa, phó thác trong tay mẹ. Bởi vì thánh lễ hôm nay, những bài đọc của ngày hôm nay hết sức đẹp và cũng hết sức hay. Chúng ta cố gắng cùng nhau tìm hiểu, không chỉ hiểu thôi mà sống những cái lời này. Những cái lời này rất cao, rất đẹp và rất hay. Hy vọng rằng ơn của Chúa, ơn Đức Mẹ nâng đỡ để tôi có thể làm xong thánh lễ này, để tôi có thể có thời gian đủ tiếng tốt chia sẻ với ông bà anh chị em về cái thánh lễ hôm nay. Tôi thật sự quý trọng trong những ngày qua. Tôi đọc đi đọc lại, tôi suy niệm tới lui những đoạn thánh kinh này, và tôi càng suy niệm, tôi càng hiểu hơn về mẹ chúng ta, càng tôn kính hơn mẹ chúng ta, và càng thiết tha hơn để cầu xin với mẹ chúng ta. Tôi cũng muốn gửi tâm tình đó đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em. Chúng ta hãy dâng lên Chúa, dâng lên mẹ chúng ta những lời cảm tạ về biết bao nhiêu những ân lành mà Chúa đã ban xuống cho từng người, cho từng gia đình, cũng như cho giáo xứ chúng ta. Ngoài việc chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ chúng ta ban xuống cho mỗi người, cho mỗi gia đình, cho cộng đoàn chúng ta những ơn lành cần thiết xác hồn, và đặc biệt xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Và để lời nguyện cầu của chúng ta xứng đáng được Thiên Chúa đón nhận, mỗi người chúng ta hãy thành tâm thống hối, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi, những khuyết điểm, những thiếu sót, những yếu đuối trong cuộc sống của mình. Tôi thu nhận cùng Thiên và cùng anh chị em, tôi đã căn tôi nhiều lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi thay tôi mọi đàn, vì vậy tôi xin nơi đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi tòa Thiên Chúa
Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Con họp mừng Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiển, cúi xin Chúa nhận lời người chuyển cầu và ban cho chúng con được dư đầy ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Hãy reo lên, hãy vui mừng, thiếu nữ Si-on. Này ta đến lưu trú ở giữa ngươi, sấm của Đức Chúa. Ngày ấy, lắm quốc gia sẽ quyến luyến Đức Chúa, và chúng sẽ là dân của ta. Và ta sẽ lưu trú ở giữa ngươi, và ngươi sẽ biết là Đức Chúa các cơ bên đã sai tôi đến với ngươi.
và Đức Chúa sẽ chọn lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, lãnh địa của ngươi nơi đất thánh, và người sẽ tuyển lựa Jerusalem. Mọi xác phàm hãy im đi trước nhan Đức Chúa, vì người bừng tỉnh dậy trong điện thánh của người. Đó là lời Chúa. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thần Diêm Phúc, vì Mẹ đã cứu mang con Chúa Cha trên trời. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thần Diêm Phúc. Linh hồn tôi người khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đang cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tôi, từ nay hết mọi đứa sẽ khen tôi diễm phúc tuyệt vời. Đừng chính nữ Maria, Mẹ Thần Diễm Phúc, vì Mẹ đã cứu mang con Chúa Cha trên trời. Đừng toàn đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dân người thần trí thân trí tôn, đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót, hằng thương xót những ai kính sợ tay biểu dương sức mạnh, diêm tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử, để chứng thực anh em là con cái. Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa rằng, kìa mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói, đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý cộng đoàn, đoạn tin mừng rất ngắn ngủi mà chúng ta vừa nghe, nó cũng cần có một cái tựa để cho nó. Vậy thì quý cha và quý cộng đoàn muốn đặt cho cái đoạn tin mừng này cái tựa nó như thế nào? Các cha có muốn đặt cái tựa nó như thế nào? Bà con đặt cái tựa nó như thế nào? Con xin phép quý cha và quý cộng đoàn, con xin đặt cái tựa nó ngắn vậy thôi. Đức Maria đi thăm nuôi Chúa Giêsu. Bà con đồng ý không? Đức Maria hôm nay đi thăm nuôi Đức Giêsu. Bà con đồng ý không? Và đúng như vậy, Đức Mẹ đang trên đường đến thăm con mình là Đức Giêsu. Và khi hay tin như vậy, chúng ta tin chắc rằng Đức Giêsu rất vui và Đức Giêsu rất cảm động, bởi vì Đức Giêsu biết rằng cái cuộc thăm nuôi này không đơn giản lắm đâu. Không biết trong suốt 3 năm Đức Mẹ đi thăm nuôi Chúa Giêsu bao nhiêu lần, nhưng mà ở trong 3 thánh sử, Thánh Luca, Thánh Matthew và Thánh Marco đều có ghi về cái cuộc thăm viếng này. Cho nên 3 cuộc thăm viếng này của 3 thánh sử cùng ghi vào một sự việc thôi. Cho nên có thể chúng ta đoán là trong suốt 3 năm, Đức Mẹ chỉ có khả năng và điều kiện thăm nuôi Chúa Giêsu 1 lần thôi. Tại sao mà ít như vậy? Để chúng ta thấy như thế này, Đức Mẹ thì ở trên thành Nazareth thuộc miền Bắc, Đức Giêsu đang giảng đạo ở một vùng Jerusalem ở bên bờ sông Jordan. Chúng ta thấy thế này, từ ở Nazareth xuống tới Jerusalem cái đoạn đường là 125 cây số. Từ Jerusalem đi ra tới bờ sông Jordan là 30 cây số nữa. Và như vậy tổng cộng Đức Mẹ phải đi 155 cây số để có thể thăm con của mình. Hồi xưa không phải như chúng ta bây giờ đâu, đường thì đường tráng nhựa, rồi đi xe buýt máy lạnh thì mất chừng 2 tiếng thôi. Nhưng mà ngày xưa không hề có những con đường đó, không hề có những phương tiện đó, mà người ta chỉ là đi bộ hoặc đi lừa thôi. Và người ta tính rồi, vận tốc để đi một ngày cho một người tối đa 15 cây số. Như vậy thì để đi thăm con, Đức Mẹ phải đi từ Nazareth xuống tới ở bờ sông Jordan, Đức Mẹ phải đi tối thiểu 10 ngày, thưa anh chị em. 10 ngày đi ở một cái đoạn đường gian khổ như vậy, chuyện này không đơn giản. Và chắc chắn Đức Mẹ không thể đi một mình, Đức Mẹ phải đi với nhiều người, đi thành đoàn để mà bảo vệ nhau và để giúp đỡ nhau. Đó cho nên cái cuộc đi như vậy là vất vả lắm. Chúa Giêsu vui
nhưng Chúa Giêsu rất cảm động bởi vì đây là một sự hy sinh hết sức cao đẹp của một người mẹ đối với con. Và điều thứ hai chúng ta có thể chia sẻ như thế này. Thưa ông bà anh chị em, đi thăm nuôi thì phải có quà chứ. Ở trong Kinh Thánh thì không có ghi, không có nói Đức Mẹ mang theo cái gì. Nhưng mà chúng ta bây giờ mình suy đoán thôi nha. Tôi suy đoán thôi. Bây giờ từ miền Bắc xuống, ở ngoài đó thì chắc chắn thế nào cũng có bánh chưng bánh dày chứ. Phải không nè? Thế nào thì cũng có cái gì đó, giò lụa với lại giò thủ chứ. Thế nè, thế nào cũng phải có ít cặp gà chứ, ít chục hộp gà chứ, rồi hộp vịt lộn nữa mà. Nhưng mà nói nhỏ cho mấy ông nghe, thế nào cũng có thịt chó luộc với lại mắm tôm, bởi vì ngoài Chúa Giêsu còn có 12 tông đồ nữa. Bây giờ không quý vị, tôi đoán thôi, không biết có đúng không, mà không biết có sai không. Cái này bởi vì trong Kinh Thánh không ghi, mình có quyền đoán. Bây giờ ông bà con đoán cho nó vui, đi thì phải có quà chắc chắn rồi đó, cho nên chuyện đó là có. Mà Đức Mẹ mang cái gì chúng ta không biết, bởi vì Kinh Thánh không có kể thôi. Nhưng mà dù ít hay nhiều, thế nào cũng có. Cho nên hôm đó Đức Giêsu vui, và các tông đồ của Đức Giêsu cũng vui, và các môn đệ của Đức Giêsu cũng vui, những người đi theo Đức Giêsu cũng vui, bởi vì hôm đó Đức Mẹ đãi cho họ một chầu rất là thoải mái. Đó là điều thứ nhất chúng ta thấy điều đó. Chúa Giêsu ngoài cái việc Chúa Giêsu thương mẹ, ngoài cái việc Chúa Giêsu cảm thấy cảm động vì cái tình thương của mẹ, còn thêm một chuyện, Đức Giêsu rất kính trọng mẹ của mình. Bởi vì Đức Maria không phải chỉ là một người mẹ bình thường đâu, mà Đức Maria còn là một cái người phụ nữ mà Thiên Chúa đã an bài, đã chọn lựa từ sau khi nguyên tổ phạm tội lần. Thưa anh chị em, anh chị em chúng ta nhớ đọc ở trong sách Sáng Thế Ký ở chương 3, sau khi mà nguyên tổ phạm tội rồi thì Chúa kết án con rắn, và Chúa mới nói như thế này: ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và miêu dệ của người phụ nữ, và chính miêu dệ của người phụ nữ này sẽ đập vào đầu của mi, và mi tìm cách để mà cắn gót chân người. Những cái đoạn này ám chỉ một cái người mẹ nào đó chưa có tên đó, chưa có tên đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nhiều khi ở trong các cái bức minh họa hoặc là trong các bức tượng, chúng ta vẽ hình Đức Mẹ đạp đầu con rắn, phải không? Cái này không đúng đâu. Đức Mẹ không dám đạp nó đâu bà con, đạp nó cắn chết đó. Đây nè, Đức Mẹ không có đạp, mà là miêu dệ của Đức Mẹ, tức là con của Đức Mẹ, là Đức Giêsu đập vào đầu nó, và nó tìm cách nó cắn cái gót chân, nó cắn, nó lựa gót chân, nó cắn chứ nó không có cắn tùm lum. Mà tại sao cắn gót chân? Chúng ta nhớ ở trong cái chuyện tích của Hy Lạp, cái gót chân của Asin là cái nơi tử quyệt, khắp thân thể của Asin đều bất tử hết, chỉ có mỗi một cái gót chân thôi chưa được nhúng vào cái nước phép, cho nên chỉ có cái chỗ này là cái chỗ có thể chết được của Asin. Và kẻ thù của Asin đã tìm cách bắn trúng gót chân của Asin, và Asin đã tử thương. Ở đây cũng vậy, con rắn nó tìm cách nó cắn gót chân của cái hậu vệ của Đức Mẹ, tức là Đức Giêsu, nó cắn vào tử huyệt của Đức Giêsu, và đúng như vậy nó đã giết chết Đức Giêsu ở trên thập giá. Thưa anh chị, này, người phụ nữ đó lần thứ nhất ở trong Tín Kinh được báo chưa có tên tuổi, lần thứ hai trước lễ Giáng sinh 600 năm thì tiên tri Isaiah ở chương 7 câu 14 có đến để gặp vua Acab mà nói thế này: bây giờ ông, nếu ông không tin thì ông xin Chúa một dấu lạ đi. Thì ông Acab ông mới nói: tôi đâu có dám xin, đâu dám làm phiền lòng Chúa đâu. Như vậy thì Isaiah nói Chúa đã hứa và Chúa sẽ ban
cho một người phụ nữ mang thai và sinh con trai đặt tên là Emmanuel. Nếu chúng ta cắt cỡ hơn, chúng ta hỏi Isaiah: ông Isaiah ơi, cái người phụ nữ mang thai đó tên gì, rồi Emmanuel tên gì, thì ông tiên tri Isaiah sẽ trả lời chúng ta như thế này: tôi mà biết chết liền, bởi vì Chúa không có nói. Đó cho nên cái hình ảnh thứ hai nói về một người phụ nữ, và một người phụ nữ đó chưa thấy xuất hiện của cái tên. Cái đoạn tin mừng ở trong thư của Thánh Phaolô gửi cho Galata nói với chúng ta điều này: đến khi thời viên mãn thì Thiên Chúa sai con của mình đến với trần gian. Thời viên mãn sai con của mình, đó chính là báo cho biết về mầu nhiệm Giáng sinh. Và ở trong mầu nhiệm Giáng sinh đó, con Thiên Chúa được sinh bởi một người phụ nữ. Phaolô cũng không nói tên là ai, nhưng mà cái người phụ nữ đó thì chúng ta thấy rằng ở trong đoạn tin mừng về truyền tin Đức Maria thì chúng ta thấy rất rõ, thiên thần đến ở một làng tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, và trinh nữ đó tên là Maria. Và ở đây Đức Mẹ mới thực sự được tỏ lộ một cách rõ ràng. Đấng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn từ bước đầu tiên đó chính là Đức Maria, là mẹ của Đức Giêsu. Đức Giêsu hiểu rõ điều đó. Đức Giêsu thương mẹ, Đức Giêsu quý mến mẹ, và Đức Giêsu kính yêu mẹ mình vô cùng, bởi vì đây là Đấng Thánh mà Thiên Chúa đã tuyển chọn từ rất lâu rồi. Và đó là điều mà chúng ta thấy trên thập giá trước khi lìa đời, Đức Giêsu đã phó thác Đức Mẹ cho Thánh Gioan và phó thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ, để qua đó Chúa muốn trao mẹ của mình không chỉ cho các tông đồ mà cho tất cả chúng ta. Ở trong đó có anh chị em, ở trong đó có tôi. Đức Chúa đã trao mẹ cho chúng ta. Mẹ của Đức Giêsu giờ đây cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Đức Maria thương Đức Giêsu bao nhiêu thì Đức Maria cũng thương mỗi người chúng ta bấy nhiêu đó anh chị em ơi. Anh chị em có cảm được điều này không? Nếu chúng ta không cảm được, chúng ta hãy đọc lên, hãy nhìn lên mẹ thì chúng ta thấy rất rõ về những cái nét này. Từ đó Thánh Gioan đã đưa Đức Mẹ về nhà mình. Hãy bắt chước Thánh Gioan làm điều đó, thưa anh chị em. Hãy mời Đức Mẹ về nhà của mình, ở với mình, bởi vì ở đâu có Đức Maria, ở đó có Chúa Giêsu. Ở đâu có Đức Maria, có Chúa Giêsu, ở đó có bình an, ở đó có hạnh phúc, thưa anh chị em. Hãy mời Đức Mẹ, hãy mời Chúa Giêsu yêu thương Đức Mẹ, gắn bó với mẹ, và qua Đức Mẹ để chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu. Bà con mình đồng ý không? Đồng ý không? Chúng ta cho một tràng pháo tay mừng mẹ của mình. Đó cho nên chúng ta thấy qua cái câu trả lời của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không phải là Chúa Giêsu muốn phủ nhận cái mối liên hệ tự nhiên gia đình đâu. Nhưng mà qua đó Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho chúng ta một cái mối liên hệ khác cao hơn, giá trị hơn và phổ biến hơn. Đó là mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Giêsu, giữa các tông đồ, các môn đệ của Đức Giêsu với Đức Giêsu. Để rồi chúng ta thấy từ cái mối quan hệ đó là cái mối quan hệ của những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa. Những người đó là cha, là mẹ, là anh chị em của tôi. Chính Chúa khẳng định điều này. Và qua đó thì chúng ta có thể nói như thế này: Chúa thiết lập một gia đình mới, mới rộng hơn. Ở trong đó gồm tất cả những ai tin vào Đức Giêsu, nghe và giữ những gì Đức Giêsu dạy,
tất cả những ai tin và vâng phục theo thánh ý của Cha, tất cả chúng ta trở thành một cái gia đình mới, và gia đình đó Chúa đã thiết lập ngay từ lúc ngày hôm đó. Và hôm nay tất cả anh chị em chúng ta cũng là những người thuộc gia đình mới này. Chúng ta không phân biệt giai cấp, không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thời gian, không phân biệt họ đạo. Chúng ta là những anh chị em của cùng một cái gia đình, một cái gia đình lớn này, bởi vì anh chị em chúng ta đều có chung một cái nguyên tắc. Nguyên tắc đó là chúng ta luôn luôn biết lắng nghe, biết tuân giữ và biết siêng năng học hỏi lời của Chúa. Chúng ta biết luôn luôn vâng phục Chúa là Cha chúng ta. Và chính cái mối liên hệ đó nối kết chúng ta và giúp chúng ta để mỗi ngày chúng ta sống tốt hơn. Thánh lễ hôm nay là một cái dịp rất quý báu để nói lên chúng ta là một đại gia đình. Đại gia đình ở trong đó có mẹ Maria, ở trong đó có Chúa Giêsu, ở trong đó chúng ta có nhau. Hãy cố gắng làm sao để xây dựng gia đình này thành một gia đình đoàn kết yêu thương, một gia đình này mong ước mỗi ngày một lớn hơn, một mạnh hơn. Gia đình này hãy cố gắng để trở thành những chứng nhân của Chúa Giêsu trong cuộc sống hôm nay. Đó là những điều mà chúng tôi muốn gửi đến anh chị em. Đó là những điều mà chúng tôi cũng muốn cầu chúc cho anh chị em. Gia đình của chúng ta không chỉ là gia đình của những người thuộc dòng đồng công thôi, mà là một đại gia đình của Thiên Chúa. Trong gia đình chúng ta có mẹ Maria, có Chúa Giêsu và có tất cả anh chị em chúng ta. Xin Chúa đoàn kết chúng ta nên một. Xin Chúa gìn giữ chúng ta để chúng ta luôn biết lắng nghe lời Chúa, tuân giữ lời Chúa và thực hành lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, và đặc biệt xin Chúa chúc lành nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria trên tất cả những ai đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Amen. Mời anh chị em đứng để chúng ta đọc lời nguyện cộng đoàn. Anh chị em thân mến, Đức Maria bắt đầu tham dự vào nhiệm cuộc cứu rỗi từ khi mẹ dâng mình trọn vẹn cho Thiên Chúa trong đền thờ. Trong niềm hân hoan mừng lễ mẹ dâng mình, chúng ta cùng cầy nhờ mẹ dâng lên Chúa Ba Ngôi những tâm tình cảm mến và cầu xin. Đức Trinh Nữ Maria dâng mình trong đền thờ để trọn đời hiến thân cho Thiên Chúa và phục vụ công trình cứu chuộc nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục, tu sĩ luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa, hăng say phục vụ cho phần rỗi các linh hồn. Chúng con cầu xin Chúa. Mẹ Maria được dâng vào đền thánh như cây cảm lãm tươi xanh trồng trong vườn của Thiên Chúa, nhờ đó tỏa hương dồi dào hoa quả thánh đức. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gia tăng ơn gọi linh mục, tu sĩ để giáo hội có thêm nhiều tông đồ nhiệt thành mở mang nước Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Maria là mẫu gương tuyệt hảo trong việc tận hiến mình phụng sự Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho mọi Kitô hữu biết nhìn lên mẹ Maria là mẹ và là gương mẫu, là thầy dạy trên con đường nên thánh, và luôn nhờ mẹ chuyển cầu
để mọi người được hưởng dồi dào ơn cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Đối với Đức Mẹ, lý tưởng thuộc trọn về Chúa là tuyệt đối và là khát vọng sâu xa nhất của Mẹ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho đại gia đình tận hiến đồng công, cách riêng anh chị em trong giáo phận Sài Gòn luôn biết noi gương và nhờ Mẹ tận hiến đời mình cho Chúa, để mỗi người sống đúng ơn gọi Kitô hữu, ngày chịu phép rửa tội. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa đã an bài cách kỳ diệu để con Chúa sinh ra bởi một người nữ và vâng phục người. Xin ban cho chúng con biết đi sâu vào mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể và cùng với Mẹ Maria biết sống trọn vẹn cho Thiên Chúa cho đến ngày chúng con được hân hoan bước theo Mẹ tiến vào nhà Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa, thương, đêm ngày người hầm trông mong.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, con một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi người Giáng sinh, Đức Đồng Trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến. Nay ước gì con một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ Đức Mẹ dâng mình, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu giải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quảng thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ quy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến, đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn tuyên xưng rằng... là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nó bị các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước với mình sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Cho mãi
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con tin lên Chúa, bánh thường sinh và chén cứu độ để tha ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, đi kiến toàn hội Thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, giáo phận chúng con, Đức Cha Giuse Giám mục Phụ ta, Đức Hồng Y Doan Bautista, Đức Cha Stefano Chủ tế và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chấp nhận và chúc phúc cho tất cả những ý nguyện mà mỗi người chúng con dâng lên Chúa trong thánh lễ này. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà hôm nay chúng con cầu nguyện. Chúa đã gọi họ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Thầy Thiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Chúa ngự ngoài nhà con, nhân xin Chúa ban một lời, thì những họ mạnh mạnh. Mình mà máu
khấn phân như tiền ngài tôi thương ngày mỗi đời sẽ khen tôi phúc lạc ấy tay chúng còn nâng đã làm cho tôi những điều cao trọng thân danh ngài chỉ thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, bà đã được ăn bánh bởi trời. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ rất thánh, mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý Cha đồng tế an tọa. Ở đây, viện đại diện cho ban tổ chức có lời cảm ơn. Trọng kính Đức Cha Stefano, Giám mục Giáo phận Cần Thơ. Kính thưa Cha Tổng Phụ Trách, Cha Đặc Trách, Giáo miền Sài Gòn cùng toàn thể quý cha đồng tế. Kính thưa quý Thầy, toàn thể anh chị em. Cách đặc biệt, chúng con dâng lời cảm tạ tri ân Cha Chánh Sứ Giáo sứ Hạnh Thông Tây, cũng như quý Hội đồng Mục vụ Giáo sứ Hạnh Thông Tây đã hết lòng ưu ái và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng con được tổ chức ngày lễ mừng bổn mạng ngày hôm nay. Trọng kính Đức Cha, chúng con thật vô cùng cảm kích khi vì điều kiện sức khỏe không cho phép, nhưng vì ưu ái, yêu mến và đặc biệt sống tinh thần gia đình như Đức Trinh Nữ Maria đến thăm Chúa Giêsu như lời Đức Cha vừa nói cho chúng con. Đức Cha cũng đã đến với chúng con một quãng thời đường rất là dài, sự vất vả khó nhọc cùng với thân xác mệt nhọc qua bệnh tật. Cha yêu mến đến với chúng con cũng không khó, cũng rất là khó khăn như ngày Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu. Lời đi, đầu tiên chúng con được dâng lên Cha những lời trân trọng và cảm ơn chân thành nhất. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ nguyện xin Chúa Ba Ngôi Cực Thánh cùng với Đức Maria luôn chúc lành cho cha, để cha được sức khỏe
được ơn khôn ngoan để cha hướng dẫn và dìu dắt giáo phận Cần Thơ mỗi ngày được thăng tiến hơn. Cách đặc biệt, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa thương cho Hội Thánh sớm ban cho Linh Mục Phan Bửu Diệp sớm được tuyên phong hiển thánh. Kính thưa cha Leo Maria, tổng phụ trách gia đình Đức Mẹ Đồng Công toàn quốc, trước hết con xin được gửi lời cha về đến lời cảm ơn đến cha tổng phụ trách quý cha tại nhà dòng mẹ trong suốt thời gian qua, và đặc biệt ngày hôm nay các ngài cũng đã đang và cầu nguyện cho chúng con trong thánh lễ này. Chúng con cảm ơn cha vì cha đã hướng dẫn chúng con suốt năm qua, và cha luôn luôn hiện diện những mọi nơi, mọi lúc, những lúc mà chúng con cần thiết nhất để cha hướng dẫn và chia sẻ cho chúng con. Con xin chân thành cảm ơn cha Francisco Xavier Maria, cha đặc trách miền Sài Gòn. Suốt 6 tháng qua, đi lại với biết bao nhiêu công sức, cha đã vất vả để cùng hợp tác với tất cả anh chị em, với sự hướng dẫn của cha để ngày thánh lễ ngày hôm nay, lễ mừng bổn mạng của chúng con được thành công tốt đẹp. Chúng con xin chân thành cảm ơn tất cả quý cha, phụ trách các miền, quý thầy đã đến đây trước hết để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện trong thánh lễ đồng tế này, tạo bầu khí thánh lễ thật thánh thiêng và sốt sắng. Tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị trong ban phục vụ các miền. Các anh chị đã hết sức cộng tác, góp công, góp của cách này hay cách khác để tạo cho bầu không khí thánh lễ ngày hôm nay của chúng ta được thành công tốt đẹp như hôm nay. Chúng con không biết nói gì hơn, một lần nữa xin Chúa qua lời bầu cử của Đức Maria chúc lành cho toàn thể đại gia đình Đức Mẹ Đồng Công của chúng ta. Và để tỏ lòng cảm mến tri ân, chúng con có bó hoa tươi để kính dâng lên Đức Giám Mục cũng như cha tổng phụ trách. Con xin Đức Cha và cha tổng phụ trách đón nhận. Xin Đức Cha cho chúng con vui lời huấn đức ạ. Xin cảm ơn ban tổ chức tặng quà cho tôi. Thì bó hoa hôm nay rất đẹp. Hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ của mình nha. Tôi xin đại diện bà con chúng ta chúc mừng mẹ bằng bó hoa này. Bà con đồng ý không? Cái vụ này tôi không biết cái gì, nhưng mà của tôi nè. Bây giờ tôi xin gửi lại tặng cho ban tổ chức như một cái món quà, hay có thể nói là món quà đi thăm nuôi gia đình này. Giờ đây xin kính mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên để nhận lãnh phép lành của Chúa. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại, xin Ngài đối thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đang lãnh nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phụ trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.